Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Kinh Phật ghi nhận khá nhiều trường hợp người tu bị các loài phi nhân, dạ xoa, ma quỷ nhiễu hại. Thường những vị tu hành sơ cơ, thân còn phóng dật, tâm bị tán loạn mới bị quấy phá, còn chư vị cao đức thì không. Đặc biệt trong pháp thoại này, vị đại đệ tử tướng quân chánh pháp, cánh tay đắc lực của Phật vẫn còn bị quỷ phá phách, thậm chí xúc phạm. Tuy không làm hại được bậc thánh A-la-hán thượng thù, nhưng sự kiện này giúp chúng ta cơ cảm về câu đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, để nỗ lực phản tình tu hành. Một thời, Đức Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đang trú trong núi Kỳ Xà Quật. Khi ấy, tôn giả Xá Lợi Phất mới cạo râu tóc, có con quỷ giả cha và Ưu Ba giả cha đi ngang qua. Quỷ Ưu Ba giả cha thấy tôn giả Xá Lợi Phất mới cạo râu tóc, bèn nói với quỷ giả cha: "Bây giờ tôi sẽ đi đến đánh đầu của Sa Môn kia." Quỷ giả cha nói: "Ưu Ba giả cha, anh chớ nói vậy. Sa Môn này có thần lực, đức độ lớn, anh chớ làm vậy sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích." Ba lần nói như vậy mà quỷ Ưu Ba giả cha sau ba lần can gián vẫn không nghe lời quỷ giả cha, liền dùng tay đánh đầu tôn giả Xá Lợi Phất. Đánh xong rồi tự kêu lên rằng: "Già cha, tôi bị thiêu! Già cha, tôi bị luộc!" Kêu lên ba lần rồi liền bị vùi vào trong đất, đọa xuống địa ngục A Tỳ. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe tiếng động do con quỷ đánh tôn giả Xá Lợi Phất, liền đi đến hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: "Thế nào, tôn giả có thể chịu được sự đau đớn đó không?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: "Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tuy có đau đớn, nhưng ý có thể chịu đựng, không đến nỗi đau quá." Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Xá Lợi Phất: "Kỳ diệu thay tôn giả Xá Lợi Phất, thật là thần lực, đức độ lớn. Con quỷ này nếu dùng tay đánh núi Kỳ Xà Quật sẽ khiến nát ra như cám, huống là đánh vào người mà không đau đớn." Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả Đại Mục Kiền Liên: "Thật ra là tôi không đau đớn lắm." Khi tôn giả Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên cùng an ủi nhau như vậy, Đức Thế Tôn dùng thiên nghĩ nghe những lời này, nghe xong liền nói kệ: "Tâm kia như đá cứng, trụ vững không lay động. Đã lìa tâm nhiễm trước, người sân không trả lại. Nếu tu tâm như vậy, sao có nỗi đớn đau?" Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh Tạp A Hàm, kinh số 1330. Pháp thoại cho thấy xúc phạm các bậc thánh là điều không nên. Người gây ác nghiệp chắc chắn sẽ chịu quả báo nặng nề. Dẫu các ngài không một niệm oán giận, nhưng với thần lực và uy đức cao vời, khiến cho người xúc phạm bị mất hết phước báo, sa đọa địa ngục. Với bậc thánh, tâm an trụ trong chánh định thì không ai có thể tổn hại. Nhưng cố ý xúc phạm, làm tổn hại các ngài thì hậu quả khôn lường. Thế nên, khi sống trong bối cảnh phàm thánh đồng cư, chúng ta phải thận trọng, luôn lễ độ cung kính và hộ trì người tu hành, để tránh lỗi thất kính và vun bồi phước báo cho hiện tại và mai sau. Quảng Tánh.